tôi có khác gì đâu. Dạ. Chú cứ để từ từ rồi tôi tính. Dạ. Còn bây giờ chú cho tôi nhìn mặt hai thằng đó. Để em gọi tụi nó lên cho anh Bảy gặp mặt nghe. Không. Chú cứ tả hình dáng và chỉ chỗ tụi nó đang làm việc. Anh Bảy tự biết mình phải làm gì. Dạ. Cả hai thằng nó đang làm việc ở hành lang trong phòng karaoke á. Cái thằng tóc dài, mặt dữ dữ là thằng Sứ. Còn cái thằng mà da xanh xanh mét mét á là thằng Khá. Được rồi. Để em đưa anh xuống dưới. Tôi khỏi. Đừng mà, anh thương mà. Em tôi chỉ hát chứ không phải là gái. Nếu ông thích thì đi ra khác mà tìm. Nè, đã vào chỗ này cần bao nhiêu thì nói ra, tao trả. Nếu bước tới nữa tôi sẽ giết ông đó. Ok, ok, bình tĩnh. Ông đến hát à? Một mình hay mấy mình? Không, đi tìm người. Tìm người thì lên lễ tân mà hỏi, chứ sao lại xuống đây? Đi kiếm thằng em, nó hát ở đây nè. Thì cũng phải lên lễ tân để trình bày, rồi người ta sẽ cho người xuống gọi. Thôi được rồi, để tôi gọi điện cho nó. Alo. Alo, dạ em nghe ạ. Anh tới rồi. Dạ dạ. Ủa, anh Bảy. Tôi đi về. Anh chờ em lâu chưa? Thôi đi anh Bảy, về liền luôn hả? Ừ. Này, đã thanh toán tiền hát, tiền uống, tiền bo nhân viên phục vụ hát chưa? Đã thanh toán cho giám đốc hết rồi. Này, đừng có giỡn nhé. Giám đốc mà phải thu tiền hát của các ông à? Lên kêu Tâm hẹn xuống đây cho anh Bảy. Dạ. Thôi khỏi, anh Bảy gọi điện cho cô Phượng. Alo. Anh Bảy vừa mới lo cho hai thằng đệ tử của cô Phượng có chỗ làm ăn ngon lành rồi. Bây giờ cô dặn dò với tụi nó vài câu, cô Phượng muốn nói chuyện. Alo. Nghe lời ông Bảy nghe chưa? Dạ dạ dạ. Cố mà làm cho tốt. Dạ. Dạ vâng ạ. Dạ bọn con cảm ơn ông Bảy ạ. Giờ này còn sớm, mời ông Bảy lại hát cho vui. Thôi, tôi đang bận đến cái khác nghe. Dạ, chào ông Bảy ạ. Lão bảy xoài đấy. Bảy xoài hay bảy bưởi thì cây xác lão. Đại ca ngồi đây, em xuống nhà vệ sinh một lát. Ừ. Sao mà phải khóc? Chắc là bị thằng cha đấy bùng tiền bo phải không? Tôi không bảo cô chia đôi tiền bo đâu mà sợ. Thịnh Dưỡng nó thua, nó quạo đó, mẹ ơi. Đánh đi. Phải 11 tới 12 giờ thì mình mới về bên đó. Ừ. Mà bữa nay Giang Quân lại không đi chung với mình. Chán quá à. Vậy mình sang bên đó nha. Thôi đừng đừng. Bạn cứ ở bên đó đi. Khi nào mình xong việc rồi mình qua bên đó liền nha. Ừ. Visita, 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 visita
Alo. Dạ em nghe nè. Em cũng định qua Tịnh Dượng nè. Khi nào em điện thì đón em nha. Ừ. Ok. Chào anh. Ê mày, bữa nay có em nào mới không mày? Mấy em cũ bữa chán bỏ mẹ đi. Dạ, hôm nay có nhiều em mới lắm, anh vào chơi. Thế nhỏ mới rao? Con nhỏ nào? Ở đây có nhiều em ra lắm. Con nhỏ xinh xinh mặc áo hồng mới ra đó. À, nhớ rồi, nghe điện thoại, mới bước ra ngoài. Nó vừa lên taxi đi rồi. Cái con chó dịu linh đó, em đụng vô người nó không cho. Đã vậy nó còn đòi ăn giết em nữa chứ. Mẹ nó làm nó như là gái nhà lành không bằng. Như cũ. Mày đúng là ngu như chó. Sao anh? Giờ này đang còn nhiều khách tử tế đến, bộ mày không biết tính sao mà mày lại để như vậy. Em cố đợi tới tầng hai nè, kiếm con nhỏ nào ngon ngon để mà em trả thù. Mày trả thù cái gì? Trời ơi, thì trả thù con nhỏ đó. Hồi nãy á, ông bảy bàn chuyện riêng với lại ông tám, cho cô Dự lên xuống phòng hát với em. Em tưởng đâu á là người quen nửa chiều, ai dè khóc lóc sùm làm mất cỡ hứng. Con nhỏ đó phải cho một bài học thật đích đáng. Khách ở sàn nhảy kêu nó như mannequin canh, khách ở phòng hát kêu nó như khúc gỗ. Bao nhiêu em hút khách, kéo khách vô, còn nó đuổi khách đi. Diệu Linh nè, mình là bạn bè với nhau, có chuyện gì bạn cứ nói ra đi. May ra mình giúp được mà. Cũng cùng là người mà sao bạn lại được sung sướng hạnh phúc, còn mình thì khổ sở cơ cực như vậy. Mình phải ký hợp đồng trả nợ cho ba má, cho nên là chập tối phải ở đây phục vụ khách hát. Tới 12 giờ thì mới qua bên đó đi nhảy. Mà thôi đừng khóc nữa. Có ở đây hay bên đó thì bọn đàn ông cũng sàm sỡ dày dò mình đủ điều hết à. Thôi đừng có khóc nữa. Đừng khóc nữa. Này cô bé, một mình mà dám ôm cả phòng à? Yên tâm đi, lát nữa bạn bè tôi kéo đến đây, tha hồ mà thu các loại tiền. Cô Diệu Linh, lễ tân vừa báo, cô sang ngay dịu dàng gặp anh hai có việc gấp. Dạ. Nhanh đấy. Trời, mới có 10 giờ rưỡi, chắc là có chuyện dữ rồi. Mà nè, anh hai là ai mà ghê gớm quá vậy? Là cái ông đang muốn quen với bạn và anh Văn Quân đó. Alo.
em đi mà. Đã có anh đến đón chưa? Em về tới nhà rồi. Anh à, anh đến dịu dàng liền đi. Diệu Linh đang rất cần anh đó. Được rồi, anh biết rồi. Mới về tới nhà mà đã gọi điện thoại cho ai vậy con? Công việc mà má. Nè, ăn trái chè sen đi cho mát. Dạ, nhưng để con tẩy trang đã. Để mặc như vậy khó chịu quá má. Trang điểm nhẹ nhẹ dày đẹp nè, chứ trang điểm cầu kỳ quá không có hợp với con gì hết trơn à. Bữa trước á, cô bé Ba nói phải chi con cứ để mặt mộc như lúc gặp ở sân bay, thì chắc là con của bác Ngọc Mai đã không cầm lòng được rồi. Công việc của con mà. Mà con thấy anh Đắc Di cứ kỳ kỳ sao má. Bữa đó nó bận họp mà. À, mới rồi bác Ngọc Mai gọi điện tới, nói là Đắc Di nó vừa chỉ huy dây bắt một ổ cờ bạc lớn, núp với danh nghĩa đã gà có thưởng đó. Bác Ngọc Mai còn nói gì nữa không má? Thì nói là từ cái bữa mà Đắc Di nó phá được cái vụ đá gà đó thì phóng viên cứ tìm tới nhà đòi phỏng vấn hoài hả? Lúc nào anh ấy cũng thích là người nổi tiếng đó mà. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Ba của Đắc Di ngày xưa cũng là một biệt động Sài Gòn nổi tiếng đó thôi. Nhưng mà sự nổi tiếng của bác ấy cả chục năm sau người ta mới biết đúng không má? Hôm nay người đẹp đi sớm vậy? Nè, anh hai kêu lên phòng anh gấp kìa. Ngon lắm. Hôm nay tao dập cho mày ra bả.